Sáng nay được nhiêu đây nè cả nhà, buổi tối được 2 ký. Sáng đây được chắc cũng hơn 2 ký á, mười mấy con lận. Nó còn cái lọc to này. Cái lọc này nửa ký rồi, hơn chứ. Rồi, sáng nay đi cắm câu, hai anh em đi cắm được nhiêu đây đây. Tại vì đi cắm câu là buổi chiều á, là mình đi cắm 7 giờ tối mình đi thăm câu rồi. Sáng là đi thăm thêm lần nữa. Mình vẫn cắm bằng mồi cá rô đồng nha cả nhà. Cá rô đồng nó nhậm lắm. Đó, cá rô đồng này. Đó, trong đây con cá lắng này, sọt trong này. Bò vô đòi cho anh sống luôn. Bò thêm mở cá lắng vô đòi cho anh sống luôn. Đây mồi cắm câu này cả nhà, đây cắm bằng mồi cá rô đồng này. Rồi. Sáng nay con này là to nhất cái lăng nhìn đã chưa? Dựa lên từ con cá trâu. Hai con chứ. Hai con đó. Là to. Hai con mới đã chứ. Còn cá lăng không cả nhà. Tại mình chủ yếu đăng video bên kênh nghề câu đêm á. Hoặc là cả nhà gõ công câu đêm là nó cũng ra. Tại bên đó nó chi tiết đầy đủ hơn. Bên đó mình quay cảnh đi cắm câu rồi luôn cả nhà. Rồi cách câu cá rồi luôn. Bên này mình chỉ có báo cá thôi. Rồi ok. Cảm ơn mọi người đã xem video. Ai xem video tiện tay cho em xin nút đăng ký kênh luôn cả nhà ơi.